vừa có thể mang đi làm, vừa có thể mang đi du lịch mà nó vẫn đảm bảo thời trang trẻ trung. Mở cái nắp đằng trước lên thì sẽ có một ngăn phụ, mình có thể đựng được cái khổ A5. Phía trong của cái mẫu ba lô này, ngăn chính thứ nhất cái ngăn lớp lót nhung đựng cái laptop ở trong đây. Cái ngăn chính thứ hai đằng trước thì anh chị mình dùng để bỏ những cái tài liệu A4. Có cho mình một ngăn phụ có dây kéo. Màu em đang cầm là màu bò đậm, màu đen, màu nâu đậm, màu bò nhạt.